chính tay tôi nghe, tôi thấy một con chói nữa hả? Một con đàn bà ngoại tình ở trước mặt anh á thì giả bộ ngon ngọt. Mày không có miệng hay sao mà mày không dám giả với thưa vậy? Mày á, nhìn cái mặt mày giống con cái mẹ của mày á. Tôi sẽ kiện cô. Cô cứ kiện đi. Tôi hầu. Chị Quyên, Tâm ơi, Tâm ơi Tâm, nhà gì đâu mà sao không có ai hết trơn vậy ta? Tâm ơi, ủa Tâm, sao con ở nhà mình? Rồi ba với dì đâu rồi? Nè, hôm nay mẹ qua mẹ có mua bánh cho con rất nè. Ủa? Cái gì đấy? Ủa con bị đánh đúng không? Trời đất ơi! Sao vậy? Nói gì mày nghe ai đánh con? Có phải là dì Nguyên đánh con đúng không? Trời ơi! Con nói cho mẹ nghe, là dì Nguyên đánh con đúng không? Con đừng có giấu mẹ, nói cho mẹ nghe đi. Là dì Nguyên đúng không? Dì Nguyên đánh con đúng không? Hử? Trời ơi! Thôi được rồi, không sao, bây giờ mẹ không hỏi nữa nha, mẹ không hỏi nữa. Thôi bây giờ nè, con đem bánh vô chậm gấp đi nha. Nè. Cô đến đây làm gì? Tôi tới thăm con coi. Ở đây là nhà có chủ, chứ không phải như cái nhớ qua mà cô đến cũng đi đi. Cô vô đây cô xin phép ai chưa? Tôi với mình lúc ly hôn đã từng trao đổi với nhau rồi, là tôi có thể đến thăm bé Tâm bất cứ nào tôi muốn. Anh Minh không nói với cô à? Tôi không quan tâm, cô chỉ là người cũ thôi. Hiện tại tôi mới là chủ nhân của ngôi nhà này, vuốt mặt thì cũng phải để mũi chứ. Tôi ly dị chồng, nhưng cái Tâm nó là con của tôi, và cô không có quyền cấm tôi gặp nó. Từ ngày cô bước ra khỏi căn nhà này là cô đã mất cái quyền đó rồi. Cô thử lăn la lại thằng Tâm thử coi, coi tôi sẽ làm gì cô. Tôi sẽ kiện cô. Cô cứ kiện đi. Tôi hầu. Cô đừng có mà quá đáng. Nếu cô còn lại gần thằng Tâm một lần nữa, đừng trách tôi tại sao không khách sáo với cô. Tôi sẽ hát quá đáng hơn như vậy gấp trăm ngàn lần cho cô coi. Cô còn bây giờ mời cô đi về cho. Chủ nhân tương lai căn nhà này đang mệt, không tiếp khách nữa. Alo, anh Minh, bây giờ anh đang ở đâu? Bé Tâm bị Uyên bạo hành, anh mau về nhà ngay đi. Tôi tận mắt thấy cô ấy đánh Tâm. Ở trước mặt anh á thì giả bộ ngon ngọt, đằng sau lưng á thì lộ nguyên bộ mặt thật. Alo, Tâm đâu rồi? Đem gì trái cây cho tao coi. Mày ngon ha, nãy giờ tao kêu mày, mày không có miệng hay sao vậy hả? Mày không có miệng hay sao mà mày không dám giả với thưa vậy? Mày á, nhìn cái mặt mày giống con cái mẹ của mày á. Mày ngon hả? Mày hả mày? Đi ra! Mày hả mày? Đi ra! Mày, tao kêu mày không nghe. Mày ở đây chưa hả? Đi ra đây! Nhắc lần nữa cho cô nhớ, anh Minh sẽ không bao giờ nghe lời của cô nói.
một con đàn bà ngoại tình ly dị như cô, anh Minh sẽ không bao giờ nghe những lời cô nói. Những bất đồng của bé Tâm còn đây. To như vậy tôi nghĩ Minh mù à. Tâm, dì có đánh con không? Con nói cho mẹ con nghe đi. Tâm, con nói cho mẹ nghe đi. Có mẹ ở đây nè, con họ đừng có sợ gì hết trơn á. Đó, phải chưa? Tôi có đánh nó đâu. Làm gì có chuyện mẹ ghẻ con chồng ở đây. Cô làm sao? Muốn đấu với cô Nguyên này hả? Đừng có mơ. Tôi chưa từng muốn đấu với cô. Tôi với Minh ly dị với nhau là do hết yêu. Tôi sẽ không mà không bao giờ có ý định quay lại với Minh, cô hiểu không? Nhà anh Minh giàu, ai biết đâu được. À mà nếu cô biết điều vậy thì cũng tốt. Những chuyện phải làm tôi cũng đã làm rồi. Tôi sẽ không giành chồng với cô, nhưng con tôi cũng nhất định sẽ bảo vệ. Anh gì lâu chưa? Chị ta gài bẫy em thôi. Chị em không có làm gì hết á. Chị ta... Mà anh nói anh đi công tác mấy ngày anh mới về mà. Chị không có chuyện có gì hết á. Chị ta gài bẫy em thôi à. Đủ rồi, cô diễn đủ rồi. Cô hả? Trước mặt tôi cô giả bộ yêu thương, chăm sóc nó tận tình lắm. Còn sau lưng thì sao? Cô đánh đập con tôi vậy hả? Tôi đúng là điên mới giao con của tôi cho cô chăm sóc á. Anh Minh, chị ta gài bẫy em. Em biết gì hết. Buông ra, cô buông ra. Anh Minh, anh tin em. Hiểu lầm hả? Hiểu lầm chỗ nào? Lúc cô đánh con tôi hay là lúc cô chửi nghe? Chính tay tôi nghe mà tôi thấy. Cô còn chói nữa hả? Cô đúng là mặt dày thật á. Bây giờ tôi không còn gì nói cô nữa. À quên, còn chuyện đám cưới hả? Không có đâu nha. Và tôi yêu cầu cô từ ngày mai đừng bao giờ đến công ty làm nữa. Tôi không muốn có một người trợ lý như vậy. Cô hiểu chưa? Còn bây giờ cô đi ra khỏi nhà tôi ngay lập tức. Đi. Muốn người ta không biết, tốt nhất đừng có làm. Cô đã sai quá sai khi đụng phải con của chúng tôi. Tôi khuyên cô một câu, trên đời này có luật nhân quả, sống đừng có ác quá. Đến lúc nhân quả báo rồi đó, hối hận cũng muộn rồi.